Ngày 24 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chung, sinh năm 1986, quê ở Vĩnh Long, về hành vi giết người. Các quyết định đều được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Chung có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường, do đó cần phải làm thủ tục giám định tâm thần đối với nghi phạm này. Như tỉnh đã đưa, ngày 14 tháng 4, Chung gọi điện thoại thông báo cho cha mình và cơ quan công an biết việc mình đã ra tay sát hại mẹ kế là bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1964, quê Đắk Lắk, tại một phòng trọ trên đường D9 thuộc phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Có mặt tại hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân đã tử vong. Trong phòng trọ có Chung ngồi cạnh nạn nhân.